Nhầm Mâu xin chào tất cả mọi người, xin chào các anh chị. Đây là cái ngôi nhà thờ nổi tiếng ở thành phố Barcelona, cũng nổi tiếng ở trên thành phố trên đất nước Tây Ban Nha. Nó tượng trưng như là cái tháp Eiffel của Pháp đấy. Đến Pháp, đến Paris là phải đến tháp Eiffel, nhưng mà đến Barcelona, đến Tây Ban Nha là phải qua cái nhà thờ này. Bởi vì kiến trúc nó độc đáo và xây dựng hơn một thế kỷ rồi mà chưa xong, được khởi điểm từ năm 1882 đến cho tới hiện tại là 142 năm rồi chưa xong. Dự kiến ngôi thánh đường này xong là vào khoảng năm 2026. Đây là ngôi thánh đường Sagrada Familia, có nghĩa là gia đình thánh gia thất, gia đình các thánh. Nhà thờ này thì bao gồm có 18 tháp, 12 tháp là 12 thánh tông đồ của Chúa Giêsu, 4 tháp là 4 ông thánh giám phúc âm, và 2 tháp nữa, một tháp là Đức Mẹ Maria và một tháp nữa là Đức Chúa Giêsu. Tổng cộng là 18 tháp. Nhà thờ này thì bao gồm có hai mặt tiền. Mặt thứ nhất là Chúa Giêsu giáng sinh, và mặt tiền thứ hai là Chúa Giêsu phục sinh. Năm 2026 là dự kiến 2026 là hoàn thành, và cũng là kỷ niệm 100 năm ngày mất của ông kiến trúc sư, người đã vẽ cái ngôi thánh đường này. Ông là người cùng xây nhiều ngôi nhà nổi tiếng ở vùng Catalan này, ở thành phố Barcelona này. Nếu anh chị em và mọi người có dịp đến thành phố Barcelona chơi thì hãy ghé qua cái ngôi thánh đường này xem một lần cho biết. Hôm nay vì mình không mua được vé cho nên mình chỉ quay sơ bộ qua bên ngoài và một vòng flycam cho mọi người được thấy thôi. Có dịp thì mình sẽ đi vào trong ấy, thì mình sẽ làm một cái video khác để cho mọi người được chiêm ngưỡng vẻ đẹp và lung linh của ngôi thánh đường này nha. Luôn tiện đây thì mình cũng cảm ơn giáo sư Phú Linh đã chia sẻ và động viên rất là nhiều qua một cái video mình về Việt Nam mình quay đó, rồi bà con rất là thích và nhắn tin cảm ơn cũng như lượt chia sẻ. Sau đó là giáo họ Hầu Hoa thì cũng vậy, cũng rất nhiều lượt chia sẻ, nhiều lời động viên tới Nhiệm Màu. Tiếp đó là giáo họ Nho Lâm, giáo sứ Độc Lập Nho Lâm, cảm ơn giáo sứ Thiên Tước đã chia sẻ động viên an ủi mình. Cảm ơn giáo sứ Trung Song, giáo họ Tân Già, cũng như xóm 9A, 9B và đội 4, đội 5 và đội 16, đội 17, đội 18, đội 19 đồng tâm và quyết tâm. Mình cũng xin lỗi vì không quay được đội 1, đội 2, đội 3, đội 6, đội 7, đội 8, đội 12, đội 13, đội 14, đội 15 cũ. Mình thì không hứa được, nhưng mà có thể có duyên, có lần tới mình về thì mình có thể quay được những cái đội này. Như vậy nha, các đội chưa quay được thì cho mình xin lỗi nha, vì thời gian của mình không ở nhà không được nhiều. Và về như mọi người biết đấy, trời mưa rất là mưa, được có hai ngày nắng thì đi quay có vòng được một buổi thôi, vì cái máy nó nhanh hết pin đấy, cho nên là cũng không quay được nhiều. Mà quay cảnh trời mưa thì máy nó không quay được. Vậy nha, Nhà Màu luôn tiện video này xin cảm ơn mọi người nha. Và cũng cảm ơn ông bà ngoại đã tài trợ cho Nhiệm Màu đi chuyến đi này. Nhiệm Màu xin chân thành cảm ơn. You are
the shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see you. Where are you now?
đợt này thì muốn đi. Gracias.